Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của két sắt chính hãng. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một cái dòng siêu phẩm két sắt iFay bao màu trắng, cỡ to, cỡ này cao 1 mét. Đây là bề ngoài và tổng quan của chiếc két sắt vân tay điện tử iFay bao màu trắng. Đây là dòng két sắt cao cấp có giá lên đến hàng 100 triệu đang có mặt tại Việt Nam. Thì nhìn qua các bạn sẽ cảm thấy là đây là một cái két sắt mà nó là két sắt nhưng mà trông lại không phải giống như là một chiếc két sắt bình thường, trông như một cái tủ lạnh ấy. Và đây là bảng điều khiển khóa vân tay, tay lắm được mạ vàng, ở giữa là ngọc trai, ở dưới là thương hiệu của iFay bao. Két sắt này cao đến 1 mét các bạn nhé, nặng gần 200 cân. Về sơn phủ thì két được sơn phủ bằng công nghệ Lalo màu trắng. Đó, bóng các bạn có thể soi gương được. Hơn nữa các cái khe hở của cánh két và thân két rất là bé. Đấy, nó làm bằng thép tấm nguyên khối nhé, thép tấm nguyên khối. Từ các cái đường nét rất là chỉnh chu và rất là bóng. Đấy, từ tay lắm này, đó, tự động hoàn toàn. Rất là đẹp, đẹp từ A đến Z. Cái này mình nhìn xa mới thấy được hết cái chiều đứng của cái két rất là cao. Sau đây mình xin mở két sắt cho các bạn xem. Đó, bắt đầu chỉ cần chạm nhẹ vào bảng điều khiển này. Đó, mình cho đặt vân tay vào, đèn OK vẫn lên. Là mình xoay tay lắm để mở két. Đây, cái cánh rất là dày, nó là thép tấm nguyên khối các bạn nhé. Đó, mở ra thì đúng là rất là kinh ngạc luôn. Bên trong toàn bộ là bọc da BU cao cấp. Da này chỉ có trên những cái siêu xe như là Mercedes mới cả Audi mới trang bị cái những cái két sắt bọc da như này. Về chốt khóa các bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ các cái chốt khóa bằng đồng chống cắt. Đấy, được bố trí xung quanh cánh két và được ốp cũng được bằng da BU, trang trí rất là tỉ mỉ. Bên trong cũng có logo của iFay bao và ở dưới là có cái cặp bằng da rất là xinh. Đó, các bạn có thể để các cái cặp visit hoặc là để các cái thẻ ngân hàng ở đây rất là tiện. Ở đây có 5 châm, đấy, tự động hút vào. Về cái khoang chứa đồ. Đó, về khoang chứa đồ các bạn nhìn thấy ạ. Được 1 2 3 4 khoang và một cái khay kéo ở bên trên. Đó. Cái này bạn có thể để trang sức này, ví này. Rồi là các cái thẻ Visa rất là tiện. Vừa rồi là cái hình thức nhìn đã phê rồi, rất là đẹp. Từ A đến Z, sơn thì bóng đẹp này, nội thất thì bọc da này, chốt khóa là siêu cường này, chống trộm này, cánh két rất là dày. Về phần an toàn thì két sắt này được làm với cái cánh két là thép tấm. Mình xin giới thiệu lốp cái phần đóng mở và vận hành. Tôi rất sử dụng cái dòng két này. Để sử dụng két sắt thì bạn chỉ cần chạm nhẹ vào bảng điều khiển, cho vân tay vào, đèn OK lên, tay lắm thì tự động bật ra, xoay để mở cánh. Đó, thấy chưa, rất là tiện lợi. Cái két sắt này rất là an toàn các bạn nhé. Cánh két và thân két được làm bằng thép thấm dày 10 ly, chống trộm rất tốt. Và các cái chốt khóa này toàn bộ làm bằng đồng chống cắt.
Hơn nữa là khoang sử dụng rất lớn, chia làm 4 ngăn, các bạn để giấy tờ tài liệu thoải mái. Hai là sơn, là sơn phủ la lô bóng và đẹp. Đấy. Đẹp từ A đến Z luôn. Nó xứng đáng với cái giá 100 triệu các bạn ạ. Tuyệt vời. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn liên hệ qua website kết sắt chính hãng.vn hoặc gọi điện trực tiếp cho chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.